Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh của tôi anh em nhé. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cả tay cái thẻ MCC của MyLink anh em nhé. Bình thường những cái thẻ của MyLink ấy, hay là thẻ ngân hàng như này thì anh em sẽ thanh toán bằng cái máy POS này anh em nhé. Thì trong cái trường hợp ấy nhá, trong cái trường hợp mà máy POS này bị hỏng, bị lỗi hoặc là chưa được cấp phát máy POS thì mình sẽ phải cà bằng tay anh em nhé. Thì cái thẻ mà cà bằng tay đấy chỉ cà được cái thẻ của MyLink thôi anh em nhé. Còn những cái thẻ ngân hàng hay là những cái thẻ khác thì mình sẽ không cà được anh em nhé. Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em cà tay, và trong cái quá trình từ lúc cà tay đến lúc mình phải gọi tổng đài để báo để thanh toán được cái cuộc đấy như thế nào nhé, thì tôi sẽ hướng dẫn anh em nhé. Đây là quyển cà tay anh em. Thì bây giờ cà tay nhé, đây là cái thẻ, tôi giả sử đây là cái thẻ của MyLink MCC anh em nhé. Có những cái trang như này nhá, đây anh em, và trang không như này nhá. Thì đây anh em mình một cái trang cà tay nó sẽ có 3 trang anh em ạ. Cái đầu tiên này là cái này dành cho ngân hàng anh em. Cái thứ hai này là mình sẽ giao cho khách hàng. Còn cái thứ ba này là mình sẽ là nộp cho kế toán anh em. Thì đây anh em để cái thẻ MyLink vào dưới ba cái đấy nhá. Để cái thẻ MCC vào dưới ba cái tờ cà này anh em. Thì đặt dưới đầu anh em cà nhá. Anh em đặt lên vô lăng cũng được. Đây anh em, bây giờ mình dùng ngón tay cái anh em nhá. Cái ngón tay cái là có móng tay ấy, mình cà thôi. Mình cà thì cái số thẻ với cả cái tên công ty nó sẽ hiện lên anh em ạ. Anh em lưu ý nhá, mình cà mình phải rõ những cái số đấy nhá. Cà thì anh em phải cà được rõ hiện tên công ty này, với cả quan trọng nhất là cái số ấy. Cái số thẻ anh em phải cà được rõ anh em nhá. Cà xong rồi thì anh em bỏ cái thẻ đi. Anh em có thể cất cái thẻ này đi cho khách, đưa cho khách cũng được. Tôi sẽ có 3 tờ anh em nhá. Tờ này, tờ 1 này. Đấy anh em nhìn thấy không? Nó sẽ hiện cái số lên này. Đấy, cái trang này là hiện rõ số nhất anh em. Ở đây nó có số tài này, số tài là cái số xe của mình em nhá. Đây là số tài này, mã nhân viên là mã nhân viên của mình luôn anh em. Thì mình đi từ đâu, đến đâu thì mình ghi vào luôn anh em nhá. Mình cước taxi thì mình sẽ ghi vào đồng hồ anh em nhá. Đấy, 564.000 anh em nhìn thấy nhỉ. Xong rồi anh em ghi vào đây nhá. Cái lệ phí khác ấy, mình có đi lệ phí cầu đường hay là lệ phí gửi xe, lệ phí vào bến bãi thì mình sẽ ghi thêm vào đấy nhá. Xong tổng tiền bao nhiêu, xong mình tích vào cái ô thẻ MCC này. Xong mình ký và ghi rõ họ tên của mình anh em nhá. Ghi rõ họ tên của mình, xong cho khách ký và ghi rõ họ tên nhá. Anh em mình phải là ghi ký và ghi rõ họ tên anh em nhá. Nếu không mà không ký và ghi rõ họ tên là bây giờ là kế toán họ, khi khách hàng khiếu nại ấy, thì mình không giải quyết được anh em ạ. Thì mình phải bảo khách ký và ghi rõ tên thì mình mới thanh toán được anh em nhé. Sau bước cà xong nhé, cà xong thì mình phải điện cho tổng đài anh em ạ. Điện cho tổng đài mình đây, bây giờ tôi sẽ điện cho tổng đài anh em xem nhé. Thì đây, bây giờ tôi vừa ghi thông tin vào đây rồi, ghi đủ thông tin này, 564.000 này, tên của tôi này, với cả mã nhân viên này, lộ trình đi là từ sân bay đến Phạm Ngọc Thạch này. Đấy anh em, thì bây giờ tôi sẽ phải gọi cho tổng đài nhé. Anh em mà đang ở trong khu vực Hà Nội thì anh em gọi luôn 1055 này. Tôi sẽ gọi luôn 1055 để tôi báo cái số tiền này anh em nhé. Số tiền này mới cả anh em báo như thế nào nhé. Anh em phải đọc 8 số cuối của cái thẻ cho nhân viên tổng đài. Với cả xong thì bao nhiêu tiền, công ty, mã nhân viên của mình. Xong thì đây bây giờ tôi gọi nhé. Xong thì tổng đài họ sẽ cho mình một cái mã số thanh toán anh em ạ. Thì mình ghi vào cái tờ cái phiếu này. Thì cái phiếu này mình có giá trị nhá, nếu không nó sẽ không có giá trị đâu anh em. Bây giờ tôi sẽ gọi cho anh em. Mà lên này anh nghe. Giờ chị check của em có thẻ MCC với à? 8510-1287. 12 bao nhiêu? 1287 ạ. 564.000. 64. Mã nhân viên là 091265. Công ty có tên là gì? Công ty là công ty quốc tế Unilever Việt Nam chứ. Tên này xe là gì? Tên lái xe là Nguyễn Văn Thu ạ. Mã là 6354. 6354 ạ, ok chị ơi. Đấy, sau khi tôi gọi tổng đài thì có cái mã là 6354 anh em ạ. Thì anh em sẽ phải ghi vào đây nhá. Bây giờ anh em tôi sẽ ghi đây này, 6354 nhá. Thì anh em ghi vào đây thì cái tờ biên lai cước phí này có giá trị 6 này, 3 này, 5 này, 4 này. Lưu ý là anh em ghi vào cái trang đầu tiên nhá, thì nó sẽ in ra cái trang thứ hai này, tại vì cái trang thứ hai này nó là cái giấy than anh em. Thì nó sẽ có sang cái trang thứ hai này anh em nhé. Đấy, vừa rồi thì tôi cũng hướng dẫn anh em cái cà cái thẻ MCC
thanh toán khi mà cái máy post này của mình không thanh toán được, hay là máy post có vấn đề, hay là bất cứ vấn đề gì mình cà tay thì mình cà làm như thế anh em nhé. Buổi tối khách luôn anh em, Tôn Thất Tùng anh em ạ. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ đi đón khách anh em nhé. À, chào tạm biệt anh em nhé, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau anh em nhé.